Một cựu nhân viên người gốc Việt của cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ NSA bị kết án 5 năm rưỡi tù giam tại một tòa án liên bang ở thành phố Baltimore hôm thứ ba, sau khi nhận tội đem thông tin được bảo mật ra khỏi cơ quan gián điệp này một cách bất hợp pháp, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết. Ông Phó Hoàng Nghĩa, 68 tuổi ở thành phố Ellicott City, bang Maryland, đã đem đi những tài liệu chứa thông tin quốc phòng được bảo mật và giữ chúng lại tại nhà riêng của ông mà không được cho phép, bộ này cho biết trong một thông cáo. Ông Nghĩa cũng sẽ chịu 3 năm quản chế sau khi mãn án tù. Ông Nghĩa từng làm việc trong đơn vị xâm nhập tin tặc, tin nhuệ của NSA và ông đã đem đi điều mà các công tố viên mô tả là số lượng khổng lồ, những tài liệu chứa thông tin quốc phòng được phân loại là tối mật trong khoảng thời gian từ năm 2010 tới tháng 3 năm 2015. Các công tố viên nói máy tính ở nhà ông sử dụng phần mềm chống virus được chế tạo bởi Kaspersky Lab, một công ty phần mềm hàng đầu của Nga, và các tin tặc Nga được cho là đã lợi dụng phần mềm này để đánh cắp các tài liệu. Ông Nghĩa, một người Việt Nam nhập cư và nhập quốc tịch Mỹ, khai trước tòa rằng ông làm việc ở nhà để mong được thăng chức, theo đài CBS Baltimore. Tôi không phản bội Hoa Kỳ, ông nói. Tôi không gửi thông tin cho ai cả. Tôi không tư lợi. Không có bằng chứng cho thấy ông từng bán hay phát tán những thông tin này. Ông Nghĩa sẽ bắt đầu chấp hành án tù vào tháng 1 năm sau. Gia đình của ông từ chối bình luận về vụ việc khi được VOA liên lạc qua điện thoại.